Hãng hàng không SEA Airlines của Trung Quốc đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay vận tải đến Ấn Độ trong vòng 15 ngày, gây gián đoạn nguồn cung vật tư y tế cho Ấn Độ giữa lúc COVID-19 bùng phát mạnh, theo hãng tin The Hindu. Trong thư gửi các đại lý hôm nay ngày 26 tháng 4, công ty vận tải Seatrol Logistics thuộc hãng hàng không SEA Airlines của Trung Quốc cho biết, hãng đã ngừng tất cả các chuyến bay vận tải trên 6 tuyến đến Ấn Độ, trong đó có tuyến Tây An, Trung Quốc đến New Delhi, trong vòng 15 ngày công ty này cho biết. Hãng quyết định trên là do sự thay đổi đột ngột về tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ. Tuyến bay Ấn Độ luôn là tuyến bay chiến lược đối với SEA Airlines. Quyết định ngừng bay này gây tổn thất lớn với công ty của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về tình hình này, thông cáo của hãng cho biết và nhấn mạnh thêm hãng sẽ đánh giá lại tình hình sau 15 ngày. Quyết định của SEA Airlines đã khiến nhiều công ty bất ngờ bởi họ đang ra sức thu gom máy tạo XG từ Trung Quốc để cung cấp cho Ấn Độ. Siddharth Sinha, một nhân viên của công ty Sino Global Logistics có trụ sở tại Thượng Hải, cho hay quyết định của SEA Airlines làm gián đoạn nghiêm trọng nỗ lực của các doanh nghiệp tư nhân ở cả hai nước nhằm đảm bảo nguồn cung máy tạo XG khẩn cấp cho Ấn Độ. Họ buộc phải tìm giải pháp khác, thay vì vận chuyển trực tiếp sang Ấn Độ. Các lô vật tư sẽ được chuyển sang Singapore hoặc một nước nào khác và thông qua hãng hàng không khác để vận chuyển đến Ấn Độ. Điều này khiến việc giao hàng chậm trễ, yêu cầu vật tư y tế như máy thở. Máy tạo XG đang tăng mạnh Ấn Độ trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng bùng phát COVID-19 mạnh chưa từng có. Hôm nay, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận kỷ lục gần 353.000 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 17,3 triệu người, trong đó hơn 195.000 người đã tử vong. Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ đối phó đại dịch. Mỹ tuyên bố sẽ phá lệ để xuất khẩu nguyên liệu thô cho Ấn Độ phục vụ sản xuất vaccine. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ thêm Ấn Độ các vật tư y tế cần thiết. Liên minh châu Âu, EU cũng cho biết sẽ kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp để giúp Ấn Độ đối phó sóng thần COVID-19.